Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình, và mình là Mê Game đây. Hôm nay mình sẽ đi triệu hồi một con tướng mới ra mắt trong game. Đây là con tướng có tên là Lý Sư Sư. Khi xem qua các kỹ năng của con tướng này, nó vừa có thể tấn công lại vừa hỗ trợ được cho đồng đội của mình nữa. Đặc biệt em này bên nghề khuynh, phe thủy thì lại càng thích hợp đi chung với con tần thủy hoàng bên đội mình. Khi con này ra đời là một uy hiếp đối với Đại Kiều, một con tướng bớt hot hơn rất nhiều lúc ra mắt. Giờ mình sẽ đi qua phần triệu hồi. Hiện tại thì game nó mới có thêm phần bỏ qua hành động rất tiện cho việc triệu hồi nhanh. Bớt tốn thời gian hơn. Ok, giờ thì mình sẽ bắt đầu triệu hồi đây. Không biết với khoảng 500 đài này thì mình sẽ chiêu được bao nhiêu con.
thì cái video của mình đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha, bye.